Ngày 25 tháng 8 năm 2016, đầu tiên là ôn lại cái phần trước. Thì mạng máy tính là gì? Mạng máy tính là tập hợp rất nhiều các máy tính lại với nhau và được nó kết nối các máy tính thông qua các đường truyền quản lý thông qua kiến trúc máy tính, và nó được phân loại mà nó phân loại mạng. Phân loại mạng thì có nhiều mạng khác nhau. Mạng bao gồm mạng LAN, mạng WAN và mạng GAN, vân vân. Mạng cục bộ, mạng mô hình tham chiếu, vân vân. Chức năng của hệ thống máy tính thì chức năng hệ thống máy tính thì nó sẽ xử lý dữ liệu, nó lưu trữ dữ liệu, trao đổi dữ liệu, điều khiển. Đấy. Xử lý dữ liệu, lưu trữ, trao đổi và điều khiển. Chúng ta ôn lại một cái khái niệm mới, một cái khái niệm mà cũ nhất, chẳng mới đâu. Nó bộ nhớ đệm, cache memory, nó là một thành phần nhớ có tốc độ nhanh, nhưng được đặt giữa CPU và bộ nhớ, chính là nhằm tăng tốc độ. Mục đích của nó là nhằm tăng tốc độ truy cập bộ nhớ của CPU. Nhớ nha, nó dùng để làm tăng tốc độ truy cập bộ nhớ của CPU. Tốc độ kết thì nó nhanh hơn tốc bộ nhớ chính, nhưng mà dung lượng nó nhỏ. Câu này quan trọng này. Chỉ tổ là dung lượng nó nhỏ, nhưng mà tốc độ truy cập nó nhanh hơn. Kết được chia ra làm một số mức, như là mức L1, kết L2. Hiện nay kết được tích hợp trong các vi xử lý, và kết có thể có là không. Không có nó cũng chả sao. Chẳng sao cả. Đây. Bây giờ vào mạng máy tính, lịch sử mạng máy tính. Thì mạng máy tính thì một khái niệm cách đây chưa được 150 năm đâu, nhưng mà nó phát triển với tốc độ chóng mặt. Phát triển tốc độ chắc rất là ghê gớm. Các thành phần cơ bản của nó, chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần cơ bản, đường truyền vật lý và kiến trúc mạng. Đấy. Các thành phần cơ bản, đường truyền vật lý và kiến trúc mạng. Lịch sử phát triển thì năm 1960, mạng máy tính bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu mạng máy tính thì nó chỉ là một máy tính lớn hơn, được nối với nhiều trạm cuối. Đến năm 1970 thì mạng máy tính là các máy tính độc lập được nối với nhau. Quy mô và mức độ phức tạp máy tính ngày càng gia tăng. Tới nay các bạn thấy nó ghê gớm lắm rồi. Các phần thành phần cơ bản của một mạng máy tính nó bao gồm là các máy tính. Nó bao gồm là vĩ mạng, cạc mạng ấy. Đấy. Vĩ mạng hay là cạc mạng. Đường truyền vật lý. Đường truyền vật lý là có thể là có dây hoặc là không dây. Có dây hoặc là không dây được nối với nhau. Và các thiết bị kết nối mạng, các thiết bị như kết nối mạng như là host, switch, là router. Đây là các thành phần cơ bản của nó. Các máy tính được nối với nhau thông qua các turbo mạng. Ví dụ như là mạng hình sao, mạng hình ring, như là vông, hay là mạng hình tree, vân vân. Vĩ mạng hoặc các mạng, các đường truyền vật lý và các đường gì có dây hoặc là không dây. Như thế nào có dây và như thế nào không có dây thì sẽ được tìm hiểu kỹ ở cái phần sau. Các thiết bị kết nối mạng thì dễ rồi. Cái này là cổng các modem rồi đấy. Ở trong 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 đời sống chúng ta gặp rất là nhiều.
Các thành phần cơ bản của một mạng máy tính nó bao gồm là hệ điều hành, các phần mềm cho mạng và kiến trúc mạng. Kiến trúc mạng thì nó là tập hợp nhiều các máy tính với nhau và nó được thể hiện các kết nối các máy tính với nhau. Kiến trúc mạng là thể hiện các kết nối các máy tính với nhau. Các máy tính muốn kết nối với nhau thì nó phải thông qua một các kết nối người ta gọi là topology, topo quy, và nó quy ước truyền dữ liệu giao thức topocon giữa các máy tính như thế nào. Các kết nối thì nó có thể kết nối theo hình sao, hình vòng tròn, kết nối theo hình rất nhiều hình khác nhau. À, phần trước là đã nói về các kết nối này rồi, bây giờ chỉ vào ba thôi, mạng hình ring, mạng hình bớt. Bây giờ đường truyền vật lý, đường truyền vật lý thì các đặc trưng của nó là các đồng trục, các đôi sóng, các sợi quang, các truyền không dây, các đặc trưng chung dung lượng, băng tần. Băng tần nó là cơ sở và băng rộng, băng cơ sở và băng rộng. Phân loại nó là hữu tuyến và vô tuyến. Các đồng trục đấy. Cấu tạo của các đồng đồng cấu tạo của các đồng trục, các bạn nhìn để nhớ lại nó như thế nào. Thế ra là các đôi sóng, các đôi sóng chiều dài của một con sóng. Tốc độ của nó là khoảng cỡ 10 đến 100 mbps, và giá thành là rẻ nhất. Các đôi sóng là nó rẻ nhất rồi, kích cỡ nó là nhỏ nhưng mà tốc độ truyền nó lại là kém hơn, đúng không? Các STB, STB đây. Ôn lại. Các UTB, nó nhiều gồm nhiều loại với nhau và có tất cả là bao nhiêu màu, bạn xem cái bao nhiêu màu. Tốc độ truyền của nó này nhiều hơn đúng không? Có thể là 10 đến 100, 1.000 bit giây. Đấy. Và nó gồm các màu là cam, xanh, xanh xanh da trời và màu nâu. Một số các TV thông dụng như là UTB cắt 3, UTB cắt 4, UTB cắt 5. Còn ngày sau qua đừng nói nhiều là còn trước rồi. Các sợi quang thì nó là thông qua phổ điện từ ánh sáng sử dụng trong các sợi quang là một kiểu năng lượng điện từ. Độ dài của bước sóng điện từ được xác định bởi điện tích phát ra di chuyển như thế nào. Đây, mà thấy cả phản xạ bên trong của cái các sợi quang nó sẽ như thế này. Đường truyền vật lý đường truyền nó sẽ truyền qua đây và nó phản xạ và nó thông qua cái sợi phản xạ này nó truyền. Tốc độ của các sợi quang thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các loại cáp khác. Giá thành nó lại đắt hơn, cái chi phí cho chúng ta lắp đặt nó thì rất là đắt hơn so với các loại khác. Các quang đa mốt, các quang đa mốt đấy.
lớp bên ngoài là được dùng để bảo vệ, lớp thứ hai là dùng để cách nhiễu, lớp thứ ba là dùng để truyền cái tín hiệu, truyền cái truyền mạng ấy, nó thông qua cái đường dẫn dắt, chứ đâu có đường dẫn dắt, và nó bên trong nó gồm có kính, cái sợi kính siêu nhỏ, và thông qua đó thì nó sẽ truyền qua đây, nó phản xạ chuyển động theo hình dưới chắc, và nó chuyển động với tốc độ ánh sáng dĩ nhiên nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với các đồng, các UTB, các loại cáp khác. Cáp quang đơn mốt là chỉ có một sợi dây thôi. Hình ảnh của nó đây. Đây, cái quan đầu mối này, đầu của nó chúng ta thấy nó rất khác so với những cái đầu khác, chỉ có một sợi dây thôi, và nó cũng có ba lớp. Các thành phần quang học khác, cái này chỉ nước sơ qua thôi nhé, tìm hiểu rồi nhỉ. LED là tạo ra ánh sáng hồng ngoại với bước sóng là 850 nanomet. LED được dùng trong như tiêu model laser. Laser thì nó tạo nên các tia sáng mạnh của ánh sáng hồng ngoại. Cái phần tiếp theo là các đầu nối của nó. Mục đích mà có đầu nối là dùng để gắn vào cái máy tính của chúng ta, kết nối với máy tính, và nó có rất nhiều các loại đầu nối khác nhau. Các đầu nối được gắn với đầu cuối của cáp quang, mà cáp quang thì nó rất là khổ, một điều là chúng ta phải bấm từng dây một vào, nó khác với loại cáp đồng vân vân, cáp xoắn, cáp đồng trục này nọ, thì nó phải lấy từng dây một nó gắn vào. Chính vì lấy từng dây một nó gắn vào cái đầu dây đó, cho nên là nó lâu hơn, nhưng mà tốc độ truyền nó là nhanh hơn. Cứ đến ở chỗ chi phí để mà lắp cáp quang thì nó rất là tốn kém. Đây, các tín hiệu và tạp âm truyền trong cáp quang. Cáp quang thì nó không chịu ảnh hưởng của nguồn nhiễu bên ngoài, có ưu điểm là như thế. Các sợi trong cáp thì nó không phát sinh nhiễu cản trở được truyền cáp khác, mức độ phân bố và độ phát tán ánh sáng hấp thụ ra không đều. Sóng truyền không dây. Đấy, sóng truyền không dây. Đây là cái hình ảnh về truyền không dây, hay là người ta gọi là sóng radio ấy. Được truyền giữa hai cái, chúng ta thấy hàng ngày chúng ta thấy có hai cái, có một cái cột mà nó nhấp nháy đỏ 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 đấy, cột sắt, là cột để truyền cái tín hiệu rau đấy, với sóng FM, sóng LF, sóng radio trên mặt đất, hoặc là cái sóng HF cũng phản xạ trên tầm nhiều ly. Tín hiệu nó phải được trả tải qua cái phổ sóng điện từ, và khi mà nó trả qua cái môi trường như vậy thì nó ảnh hưởng bởi sự phản xạ, bởi sự cản trở cái bức tường trắng, bởi sự can nhiễu. Phân tán theo khoảng cách, việc mà phân tán theo khoảng cách thì sẽ được tìm hiểu ở phần sau. Nhiễu đa luồng,
các giao thức mạng. Thì buổi ôn tập đến đây là phần sau chúng ta tìm hiểu về các giao thức mạng. Có bao nhiêu giao thức, các giao thức nó hoạt động như thế nào, nó để làm gì, ưu điểm, nhược điểm như thế nào sẽ được tìm hiểu ở phần sau, đi cụ thể hơn. Buổi nhật ký học tập đến đây là kết thúc.